Sư Hương yêu không? Lời đầu tiên xin nhóm anh em và đám đồng thể các bạn có mặt trong buổi tối ngày hôm nay, một lời chúc sức khỏe, lời chào thân thương nhất và đầu năm mới chúc cho các bạn được an khang thịnh vượng. Ca khúc vừa rồi các bạn vừa thưởng thức là một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Huệ Anh, ca khúc mang tên Thật Rằng Như Thế. Trước khi hát ca khúc thứ hai, cho Biên hỏi cái này nha. Ở đây có ai nghe bài hát kết thúc một trò chơi chưa ạ? Có ai nghe chưa? Chưa nghe hay mai nhớ lên mạng tìm nghe nha. Đây là một sáng tác rất mới nằm trên album Comeback of ATM, là album được phát hành để đánh dấu ngày trở lại của ATM sau 3 năm vắng bóng trên sân khấu. Ca khúc này của Biên sáng tác. Nếu các bạn sau ca khúc này các bạn có thích, rất mong các bạn ngày mai lên mạng tìm nghe ủng hộ cho Biên nha. Đầu năm sau thì Biên sẽ cho phát hành ca khúc này. Một sáng tác được mang tên Kết Thúc Một Trò Chơi. Xin mời các bạn cùng thưởng thức. Xin mời. Đôi tay đẹp các bạn à, nhạc cao của Biên nha. Đôi ta bên nhau em phải nói yêu thương chẳng sao, và tình yêu ta mãi mãi sẽ không phai màu. Nhưng hôm nay xa nhau em là cho con tim anh đau, tình yêu kia tan màu cả đâu vì sao. Bao nhiêu thương xưa kia em thật tâm hay em vô tâm, để giờ hôm nay em đây bước đi âm thầm. Anh nơi đây bơ vơ quên tình yêu như đang trong mơ, một cơn mơ vô tâm sẽ tan ngày thơ. Và giờ sẽ cố so hết bằng tình yêu ngọt ngào, để đau thương trong em sẽ tối gối cao. Dù tan đi một cơn mơ cho đủ ngu ngơ, mà cuộc chơi đôi anh đây giống như một trẻ thơ. Cuộc đời là thế, chẳng cho ai đi hết con đường dài, ngọt ngào cay đắng hay chỉ do số phận. Yêu đương chỉ là đam mê, đừng vội như tôi để rồi kết thúc ta đây mới hay là trò sẽ không phai màu. Nhưng hôm nay xa nhau em làm cho con tim anh đau, tình yêu khi tan màu cỡ đâu vì sao. Bao nhiêu thương xưa kia em thật tâm hay em vô tâm, để giờ hôm nay em đây bước đi âm thầm. Anh nơi đây bơ vơ quên tình yêu như đang trong mơ, một cơn mơ vô tâm sẽ tan ngày thơ. Và giờ sẽ cố so hết sẽ thôi con cầu. Dù ta đi một cơn mơ cho đủ ngu ngơ, mà cuộc chơi đó anh đây giống như một trẻ thơ. Cuộc đời là thế, chẳng cho ai đi hết con đường dài, ngọt ngào cay đắng hay chỉ do số phận. Yêu đương chỉ là đam mê, đừng vội như tôi để rồi kết thúc ta đây mới hay là trò chơi. Và giờ sẽ cố cố so hết you.